tiếp tục nói về con mình đó. Thế con Yokohama bơm nước nè, chống khô hạn nè, mấy tháng khô nè, con bơm tốc độ luôn. Động cơ là 6,5, ống ga là 80. Qua ngày 600 vòng phút tôi nhanh nha con. Nó khoảng 28 mét khối trên giờ. Tốc độ cũng lẹ. Thành cũng khô hạn nè, hai bơm ghê cát xà lan rồi nè. Alo. Cái lại quên bấm nút. Công tắc. Này là bơm tự hành nha bà con, mồi nước đây đầy động nó hút lên thôi, nó có lớp đê sẵn luôn. Tô Châu ơi, sao hôm qua nó bên đây chưa tới? Vậy đi. Tháng khô chịu khó đi. Cái kia Tô Châu ơi. Thì nhìn chút xíu ở đây cùng bằng chứ. Này có trường có trường lương không? Vô con ma chuyện nổi luôn nghe con. Xịn là có chuyện nổi loại 1 nè, vô con ma in trên bu lửa luôn nè. In trên mình xăng luôn nè. Tô Châu sao nó chưa nhắn tin? Sài Gòn á. Đi lấy đi. Chưa có. Gì vậy? Có gửi gì ta? Dàn láp. Có rồi. Rồi. Cô bơm ma là có ơn mình xăng, dưới 4 à? Ơn mình xăng luôn con, nhận con chống khô hạn, nó tháng khô nè. Bơm nước tốc độ nè, nó có lớp lê tự hành nè. Quá đã luôn. Ống 80 nè, khoảng 28 mét khối trên giờ nha. Độ hút sâu nó là khoảng 7 mét nè con. Tôi châu đi. Giờ trở nên là dạng chút. Nè, úp đây. Dẫn cho. 6,5 nha bà con. Đây. 6.5 HP. Yokohama in lock luôn nè con. Lock là có Yokohama trên lock luôn nè. Có Yoko luôn nè con, Yoko in đây nè. Ê. Cái gì? Cái này hết rồi, Alo. Đây, cái nhân thể nào con 1.8 giờ nó mới xăng nè. Rồi không phải 1.8 giờ mới xăng. Kiểm tra cái này. Nó lan luôn một con. Lấu vô xài thì chữa cháy đồ ok nè, quán được cũng xa lắm nè. Dành cho mấy 5,5 tới 7,5 nè. Rồi chở đi cái chết đi thôi ông ơi. 49. Đi mua xăng hai chai. Dạ. Kìa mấy ngày. Chở liền luôn. Chở lên. Thái Lan mà con. Này là con lấy bỏ nó vậy đây. Bên Thái Lan. Rồi. Sao mà. Mua xăng ở tính 2 thôi nha. Đừng mua. Anh nhân thể mới xong. Một cái phải còn gì phải rồi đừng có gì. Rồi gì đâu bây giờ có một đồ đâu. Rồi tìm lại. Lót ngoài đi cái gì là không ổn rồi. Rồi xuống lại. Tìm lại kê ngoài miếng đi không? Alo. Lấy kê đứt cho mình. Rồi, công tắc lên luôn. Của Thái Lan luôn. 1.8 giờ nên mới xăng nha. Mới xăng của Thái Lan luôn. Kawama. Con nhớ bật công tắc lên nha mọi con. Đó. Chứ khởi lâu lâu nếu có động lên gan tí. Đóng le lại, đóng le chắn lại thì nào chạy vậy lại. Rồi, khởi động. Không nhắc à. Lấy coi bên gan đi dặn à. Rồi. Cái đó dặn ra đâu. Thử Kawama không con, đóng le lại. Đóng le lại mới qua được. Le đóng hết qua. Ê đóng qua đây. Ờ. Tại mới.
cái nó thật rồi, nó ra lớn chút. Nóng lè cái nó chưa qua xăng. Rồi.